Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ứng viên đại biểu Quốc hội Việt Nam có cần nhất thân nhị thế hay không. Hiện nay Việt Nam và các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 cũng đang được thực hiện. Công việc và câu hỏi đặt ra là ứng viên đại biểu Quốc hội có cần là người rất giàu có, thân thế và quan hệ rộng hay không. Đó là câu hỏi mà luật sư Ngô Ngọc Trai đặt ra trong bài phân tích với tựa đề ứng viên đại biểu Quốc hội Việt Nam có cần nhất thân nhị thế, với nội dung được ông chia sẻ như sau. Đầu tiên cần khẳng định những người nhiều tiền, gia đình thân thế, tức vốn có người thân, nắm giữ các chức vụ ở chính quyền cùng có mối quan hệ rộng rãi thì sẽ thuận lợi để trở thành một đại biểu Quốc hội. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Đặng Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm là hai chị em ruột và đều là lãnh đạo cao nhất của tập đoàn Tân Tạo. Ở Việt Nam hay các nước cũng đều như thế cả. Bởi vậy nên ở Mỹ có những gia tộc làm chính trị truyền đời như Kennedy hay Bush. Nhưng ở Mỹ cũng có những người như ông Barack Obama, có cha là người quốc tịch Kenya, mẹ là một nữ nhân viên ngoại giao cấp thấp, chỉ nhờ sự nỗ lực vươn lên và phẩm chất cá nhân mà trở thành nghị sĩ rồi tổng thống. Hay như ông Bill Clinton, mất cha từ nhỏ, mẹ là một nhân viên y tá bình thường, cũng nhờ học hành cố gắng mà thành nghị sĩ rồi tổng thống. Bằng cách đó, cơ quan đại diện dân cử quốc gia là nghị viện hay quốc hội sẽ là nơi tập hợp đại diện của mọi thành phần dân chúng, giới thượng lưu cũng như người lao động. Qua đó phản ánh đầy đủ toàn diện các chiều và các mong muốn, nguyện vọng của dân chúng cả nước, cũng như lập hợp một nền chính trị công bằng dựa trên năng lực thực tài và phẩm chất cá nhân. Ở Việt Nam hiện nay, nếu một người không có tài sản vài chục tỷ, không sở hữu doanh nghiệp lớn, không là giám đốc, sở hay phó chủ tịch một tỉnh, nếu nói ứng cử đại biểu Quốc hội thì sẽ bị đánh giá là thiếu nghiêm túc hoặc cơ hội trúng cử không cao. Điều này dường như hoàn toàn trái ngược với thế hệ các nhà lãnh đạo cách mạng thời đầu. Hầu hết là những người bình dân, được học hành chỉ ở mức nhất định, nhưng nhờ sự cố gắng vươn lên và tinh thần cống hiến mà thành. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu có cơ hội dành cho những người bình dân như họ hay không? Nhà bình luận này nói tiếp, tôi cho rằng hiện nay, việc đầu tiên là cần phải bám sát vào bản chất vai trò của người đại biểu Quốc hội để tìm ra người phù hợp. Một trong những công việc chính của Quốc hội là làm luật, cho nên điều kiện cần có ở một ứng viên đại biểu là khả năng nhất định trong tham gia xây dựng pháp luật. Đây là hình ảnh đại biểu Trương Trọng Nghĩa, là một luật sư, ông có bằng thạc sĩ luật tại Hoa Kỳ. Để thấy được khả năng này của ứng viên thì có thể nhận định đánh giá từ quá trình thực hiện công việc trước đó. Xem ứng viên làm nghề nghiệp gì, đã từng tham gia những gì vào công tác xây dựng pháp luật. Nhưng chỉ có khả năng tham gia xây dựng pháp luật thôi là chưa đủ. Một tiêu chí quan trọng khác của ứng viên đại biểu Quốc hội là tinh thần tích cực quan tâm tới các vấn đề của xã hội. Bởi lẽ Quốc hội ngoài làm luật thì còn là cơ quan ban hành các chính sách xã hội, cho nên ứng viên đại biểu Quốc hội là người cần tích cực quan tâm tới các vấn đề của xã hội. Cũng theo đó, ứng viên đại biểu là cần người nói lên tiếng nói của người dân, nói đúng và trung thực ý nguyện vọng của nhân dân, giám sát, thúc đẩy bộ máy quản lý, làm tốt công việc, luận bàn các vấn đề quốc gia và xã hội và xây dựng chính sách. Việc ban hành các chính sách của Quốc hội có thể thông qua các văn bản, luật điều chỉnh quan hệ xã hội hoặc các nghị quyết về từng vấn đề nào đó, hoặc biểu quyết tham gia các danh mục chi tiêu ngân sách hàng năm cho từng ngành, từng lĩnh vực, hoặc là quyết định một số dự án đầu tư cấp quốc gia. Những việc làm đó của Quốc hội đều có ảnh hưởng sâu rộng tới mọi đời sống của xã hội. Vì những công việc như thế, cho nên để ban hành một chính sách được trúng và đúng, thì Quốc hội cần ở nơi tập hợp những người có tính cách tích cực quan tâm tới các vấn đề của xã hội. Nếu không phải thế, thì các chính sách cho Quốc hội ban ra sẽ thiếu đi sự phù hợp với thực tế đời sống, xa cách và không phản ánh đúng những mong muốn của cử tri. Một vai trò đã được ghi nhận trong hiến pháp và pháp luật, đó là đại biểu Quốc hội là những người đại diện phản ánh ý chí, nguyện vọng của cử tri. Cho nên, những người phản ánh tốt nhất ý chí và nguyện vọng của cử tri có thể là những người có khuynh hướng, tính cách thường xuyên, quan tâm tới các vấn đề của xã hội. Đây là hình ảnh đại biểu Lưu Huỳnh Nhưỡng, là một tiến sĩ luật,
ông nổi tiếng với những phát biểu thẳng thắn giữa quốc hội. Họ sẽ luận bàn các vấn đề để thúc đẩy trách nhiệm cũng như tìm ra giải pháp. Từ đó giúp quốc hội ban hành ra các chính sách xã hội được và trúng. Sự bày tỏ quan tâm tới các vấn đề xã hội không nên và chỉ có khi đã trở thành đại biểu quốc hội rồi. Và sự quan tâm đó cần là tính cách, thiên hướng cá nhân đã bộc lộ ra trong đời sống công việc hàng ngày. Ứng viên đại biểu quốc hội nên tìm được trong số những người như thế. Nêu ra như thế cũng có thể thấy rằng những người dù có kiến thức chuyên môn sâu về một lĩnh vực nào đấy nhưng thiếu tính tích cực quan tâm đến các vấn đề xã hội thì không nên là đại biểu quốc hội. Những người như vậy chỉ nên đóng góp ở tư cách chuyên gia bởi các chuyên gia cũng được hỏi ý kiến tham khảo trong ban hành các chính sách và pháp luật. Do quốc hội là cơ quan giám sát cho nên những cán bộ thuộc bộ máy nhà nước như hành pháp hay tư pháp vốn là những người chịu sự giám sát cần phải giảm tránh là đại biểu quốc hội bởi một người đang ở cương vị chính quyền như thế thường sẽ có xu hướng im lặng. Người dân cần những đại biểu tích cực quan tâm đến các vấn đề về xã hội, tức là những vấn đề về dân chúng mà người dân đang quan tâm và cần được đại biểu quốc hội hướng dẫn, giải thích, khai mở, nhận thức về các vấn đề. Người dân cũng muốn đại biểu quốc hội thay mặt họ chất vấn các cán bộ, ban ngành để có phương án giải quyết, tháo gỡ công việc. Người dân cũng cần các đại biểu cung cấp những đánh giá, góc nhìn để chỉ ra lợi ích của dân chúng nên làm như thế nào trong nhiều vấn đề mà họ băn khoăn, lúng túng. Những người mà trong đời sống công việc thường xuyên lên tiếng một cách có trách nhiệm, luận bàn chỉ ra được nguyên nhân và giải pháp thiết thực, khả thi cho các vấn đề ở tầm địa phương cũng như quốc gia, chính là những ứng viên tiềm năng xứng đáng. Từ thực tế đó có thể khẳng định việc một ứng viên giàu có, gia đình, thân thế và có quan hệ rộng chỉ là điều kiện thuận lợi. Còn thiết yếu nhất vẫn là năng lực chuyên môn của người đó, đáp ứng được công việc của một đại biểu quốc hội hay không. Đây là hình ảnh một phiên họp của Quốc hội Việt Nam. Việc bầu chọn theo đó cần tập trung hướng đến những người có năng lực, có tài và phẩm chất xứng đáng, dù đó chỉ là tất cả những gì họ có. Luật sư Ngô Ngọc Trai đã đưa ra kết luận như vậy. Và giáo sư Nguyễn Đình Cống, một người tuyên bố đã ra khỏi đảng và tự ứng cử vào Quốc hội khóa 15 đã nói rằng thực trạng Quốc hội có nhiều nghị gật là một thảm họa của dân tộc. Ông cũng chia sẻ những chức năng cần có của Quốc hội, cũng như những tồn tại yếu kém của cơ quan lập pháp Việt Nam, đồng thời nêu rõ tâm huyết, chương trình hành động của mình với mục đích tập trung vào hai mảng chính, hoạt động làm luật và hoạt động phản biện. Ông đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân như sau: nếu vào được Quốc hội, tôi sẽ không bị biến thành nghị gật. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, 83 tuổi, một giáo sư ngành xây dựng, từng nhận danh hiệu nhà giáo nhân dân tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội, nhưng sau này đã trở thành người bất đồng chính kiến. Giáo sư cho biết về ý định tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, khi giáo sư nộp hồ sơ thì chính quyền địa phương đã tiếp nhận như thế nào, có bị trở ngại gì hay không? Đài Phát thanh và Tiếng nói Hoa Kỳ VOA đã đưa câu hỏi với giáo sư Nguyễn Đình Cống và ông đã có trả lời như sau: tôi năm nay ngoài 80 nhưng tôi thấy vẫn còn có sức khỏe tốt, nhưng quan trọng nhất là tôi có nhiều tư tưởng, ý nghĩ, mong muốn đóng góp để xây dựng đất nước. Nếu như chỉ là một ông già, người dân bình thường thì chỉ giỏi lắm viết được vài ba chục bài báo. Tôi thấy muốn đóng góp một cách tích cực, hữu hiệu thì là vào quốc hội. Lý do thứ hai, tôi thực sự mong muốn đất nước có một quốc hội đúng nghĩa quốc hội, là cơ quan đại diện cho dân. Muốn như vậy, quốc hội phải có nhiều người giỏi để làm luật, thực hiện vai trò là cơ quan lập pháp. Đây là hình ảnh giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, 83 tuổi. Thêm nữa là nhân thời cơ có chủ trương có thêm nhiều người ngoài đảng vào tham gia quốc hội. Thực giả chủ trương như thế nào thì chưa biết, nhưng điều này kích thích tôi và khiến tôi tự ứng cử. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, phải đưa ra cho chính quyền địa phương xác nhận lý lịch và có rất nhiều khó khăn. Tôi xem đây như là một việc thử thách lòng kiên nhẫn. Thành ra hồ sơ của tôi đã làm đến lần thứ 7 và phải nói rằng rất vất vả. Chương trình hành động của tôi là mấy điểm quan trọng như thế này. Việc làm luật của Quốc hội hiện nay là rất yếu. Quốc hội là cơ quan lập pháp và nhiệm vụ quan trọng nhất của Quốc hội là làm luật. Nhưng Quốc hội hiện nay chỉ thông qua luật chứ chưa làm luật. Và luật thì ngành nào ngành ấy làm. Và vì vậy có những luật rất cần cho dân thì chưa ai làm. Hỏi Quốc hội thì Quốc hội bảo điều ấy
chưa có ai đề xuất ra. Mong ước đầu tiên của tôi khi vào Quốc hội là tôi sẽ cải cách, đổi mới cách làm luật và phải nhanh chóng ra các luật mà người dân đang rất cần. Tôi theo dõi các hoạt động của Quốc hội bấy lâu nay thì thấy rằng tuy có các buổi chất vấn của các bộ trưởng nhưng chưa có các buổi phản biện những đường lối của nhà nước, của lãnh đạo, điều mà các nước họ gọi là tranh luận để xem họ làm đúng hay sai. Quốc hội hiện nay chưa ai làm phản biện. Khi tôi vào Quốc hội, tôi sẽ đề xướng việc này, thực hiện vai trò phản biện trong Quốc hội. Tôi vốn là nhà khoa học, nhà giáo dục và cũng có hiểu biết về nhiều lĩnh vực khác nhau, và tôi có thể tích cực đóng góp đặc biệt vào lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 với bản tin Ứng viên đại biểu Quốc hội Việt Nam có cần nhất thân nhì thế hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.